Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ đến video clip về cảm nhận của mình sau một tuần sử dụng con màn 34 inch cong siêu to khổng lồ này các bạn nhé. Thì trước khi đến với nội dung chính của video clip thì cho phép mình được đính chính con màn này không phải là màn 4K, nó chỉ là 2K cộng thôi. Hôm trước mình nhầm là vì nó cái chiều ngang này nó to quá nên cái độ phân giải của phần ngang màn hình nó lớn nên mình cứ nhầm nó mới 4K nhưng nó chỉ là 2K cộng thôi các bạn nhé. Rất xin lỗi với các bạn về cái phần thông tin đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính của video clip ngày hôm nay. Đó chính là ưu nhược điểm của con màn này sau một tuần sử dụng. Và đây chỉ là cảm nhận của người sử dụng bình thường, không phải chuyên gia về hình ảnh cũng như là đồ họa cũng như làm phim các bạn nhé. Nên có thể nó sẽ không chính xác về phần độ màu các miếc các thứ các bạn nhé. Chỉ là cảm nhận của người sử dụng đầu tiên. Thì cái ưu điểm đầu tiên của con màn này mà các bạn có thể nhìn thấy ngay, đó chính là cái phần hình ảnh của nó rất là to và rộng, giúp cho công ta có thể hiển thị hình ảnh rất là nhiều và thoải mái. Nó mang cho người sử dụng một cái cảm giác cực kỳ đã khi ngồi vào một cái màn hình lớn với rất là nhiều thông tin như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. To vật vã luôn, nhìn cái như cả một bức tranh, nhìn nó to, nhìn nó sướng lắm. Và cái phần màn hình to lớn này nó sẽ có một cái ưu điểm, nó tạo được một cái hiệu ứng rất là tích cực đối với những bạn nào mà có cái công việc về phần hiển thị như ở showroom này, trưng bày sản phẩm này, thì nó rất là ok các bạn nhé. Nó sẽ tạo được một cái hiệu ứng cho những người ta đến, người ta xem ấy, nó tạo được một cái hiệu ứng về chuyên nghiệp này, về hoành tráng này. Và cái độ công nghệ hiện đại của chúng ta khi mà sử dụng một cái màn nó vừa cong nó vừa to này, hiển thị được nhiều thông tin này. Đấy, nhìn đằng sau cũng thấy đã các bạn nhé. Thì đấy là cái phần hiệu ứng khi mà chúng ta sử dụng những cái màn to này nó mang lại. Tiếp theo đó chính là cái việc là màn to như này ấy, thì chúng ta có thể hiển thị thông tin một cách vô tư luôn. Đấy, như mình có thể hiển thị rất là nhiều thông tin các bạn nhé. Đấy, nhiều vô đối luôn, các bạn muốn hiển thị cái nào cũng được. Đấy, chúng ta có thể những cái bạn nào mà làm việc nhiều với nhiều phần mềm, nhiều ứng dụng ấy, thì chúng ta có thể vứt bừa bãi lên màn hình mà không cảm thấy bị vướng vì nó có rất là nhiều không gian để chúng ta hiển thị. Thì đấy là những cái ưu điểm đầu tiên này. Ưu điểm tiếp theo đó chính là ưu điểm dành cho những ai muốn sử dụng con màn này dành cho việc chơi game, vì nó sinh ra dành cho anh em game thủ. Thì con màn này nó có cái tần số quét cao này là 144Hz này, xong rồi nó cái thời gian đáp ứng của nó chỉ là 1 mili giây ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta chơi game chiến thuật, game nhanh ấy, game mà có cái tiết tấu nhanh ấy, chúng ta sẽ không bị cảm giác là có độ trễ. Nó sẽ rất là ok, cộng với những cái game nào mà là thế giới mở mà chúng ta có cái map lớn, thì cái việc có màn hình to như này ấy, chúng ta sẽ có một lượng thông tin rất là lớn để có thể chơi luôn. Thì đấy là những cái ưu điểm lớn nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được ngay khi sử dụng con màn rất to và hoành tráng như này các bạn nhé. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải đánh đổi, vì con màn to như này xong lại có một cái tần số quét để cao, xong lại thời gian đáp ứng lại thấp ấy, 1 mili giây, nên là nó sử dụng một cái tấm nền, đó chính là tấm nền VA. Thì cái tấm nền VA này nó có một thứ, đó chính là cái màu sắc của nó sẽ nhạt hơn một chút so với IPS. Nếu mà các bạn nào sử dụng IPS nhiều, các bạn sẽ thấy chuyển sang cái là chúng ta sẽ cảm nhận được, nhận được ngay là cái màu sắc nó nhạt hơn. Đây là mình đã bật HDR lên rồi ấy, chứ nếu không bật HDR nó còn nhạt hơn một chút xíu nữa các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là cái việc mà con này nó màn hình nó to quá, nó đi theo một cái độ phân giải tương đối là lớn ấy, rồi 2K cộng ấy. Nên nếu mà các bạn mà để đúng độ phân giải và đúng cái tỷ lệ chữ ấy, thì cái chữ là cực kỳ bé, chữ nó bé xíu rồi. Đấy, các bạn ngồi xa các bạn sẽ khó có thể nhìn rõ chữ được, nhất là những cái phần mềm, ví dụ như phần mềm edit video này, edit video này, có những cái chữ nó rất là nhỏ thì các bạn sẽ khó có thể nhìn rõ được luôn, khó có thể nhìn rõ được luôn các bạn nhé. Nếu mà các bạn lại chỉnh nó về cái tỷ lệ là cao hơn 125 hay 150 ấy, nó to hơn, chữ to hơn ấy, thì nó lại hơi bị vỡ chữ một tí, vỡ chữ một tí các bạn nhé. Thì đấy là những cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý khi mua con này. Còn về edit video trên con này thì đã rồi, vì nó cái thanh timeline nó dài lắm, các bạn có thể edit video một cách ngon lành, chúng ta có thể nhìn rõ tất cả những cái mục mà chúng ta cần cắt xén. Thế nhưng còn một điểm nữa mà cái nhược điểm mà các bạn có thể nhìn thấy ngay ở cái con màn này. Đấy, như các bạn mình để độ phân giải đen này, các bạn có thể nhìn thấy hai cái vệt bên này không? Đấy, hai cái vệt này nó thẫm hơn này. Không biết trên màn, trên cam các bạn có nhìn rõ không? Đấy, nó có hai cái vệt này. Hai cái vệt này chưa phải là vấn đề lớn đâu các bạn.
cái vấn đề lớn và cảm thấy khó chịu nhất ở con màn này đó chính là khi mà các bạn xem YouTube này. Đấy, các bạn nhìn này, khi mà để màn hình nhỏ như này nó tạo ra một cái đợt sóng ở đây này, ngay cạnh video clip này. Cái ảnh bên trong video này càng động thì cái hình, cái sóng của nó càng lớn các bạn nhé. Để mình để gần cho các bạn xem này. Đấy, nó tạo sóng này. Cái sóng này nó sẽ tạo lên một cái cảm giác cực kỳ khó chịu khi các bạn xem clip. Thế nhưng cái sóng này không phải lúc nào nó cũng có đâu các bạn nhé. Tùy video clip mà nó có cái sóng này thôi. Đấy, nên là thế nó mới tạo ra cảm giác ức chế. Còn một thứ nữa đó chính là khi mà các bạn không phải xem video này nhé, mà các bạn hiển thị ảnh động liên tục ấy, thì cái phần màu này nó cũng bị bẹp, nó không nét các bạn nhé. À, và còn một điều nữa cần lưu ý khi các bạn muốn mua con màn hình này. Đấy, để mình xa cho các bạn nhìn. Đấy, đó chính là nếu như các bạn mà muốn mua con này để về xem phim ấy, bởi vì con này nó có cái tỷ lệ 21:9 xong rồi màn nó rất là rộng này, thì nó giống như cảm giác chúng ta xem ở ngoài rạp ấy, các bạn đều tưởng tượng như vậy mà chúng ta nghĩ rằng là mua về xem phim nó sẽ cực kỳ đã. Thế nhưng mà không hẳn như vậy các bạn nhé, bởi vì những cái nội dung video cũng như phim mà có cái được cái độ phân giải 21:9 như này nó không nhiều các bạn ạ, không nhiều một chút nào, nhất là trên mạng thì nó lại càng ít, nó chỉ được khoảng độ 16:9 như mình như này thôi. Đấy, cái tỷ lệ 16:9 như này nó rất là nhiều, nên là chúng ta xem nó sẽ bị hai cái ô đen đen như này. Đấy, kể cả những cái phim về khám phá tiềm năng con người của Nhật cũng thế nhá, nó cũng chỉ có cái độ phân giải là 16:9 thôi, chứ 21:9 nó rất là ít, nên là đại đa số là chúng ta sẽ có thêm hai cái cục đen ở bên cạnh, khá là xấu luôn các bạn nhé. Còn một điều nữa là lưu ý là vì con màn hình này nó to ấy, 34 inch trong lại 21:9 ấy, thì các bạn nên ngồi ở khoảng cách từ 60-70 cm tính từ cái tầm màn hình này ra, còn không thì các bạn sẽ chỉ nhìn ở giữa thôi, hai cái phần này bỏ, giống như mình ngồi gần này 40 cm mình chỉ nhìn ở chính tầm này. Hai bên này là hầu như không nhìn thấy, chỉ khi nào mà cần phải xem cái gì thì mình phải nhìn hẳn sang bên này, đánh mắt sang hẳn bên này thì mới được. Thì đấy là những cái điều mà các bạn cần phải lưu ý cũng như những ưu nhược điểm của con màn này sau một tuần mình sử dụng. Đây chỉ là sự cảm nhận của người sử dụng bình thường thôi, các bạn cân nhắc như nào cho nó phù hợp với nhu cầu của các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.